Tiếp tục với câu chuyện, nhiều nhóm đối tượng đã lợi dụng vào nhu cầu du xuân đi lễ cầu an đầu năm của người dân để tự ý đứng ra căng dây, vẽ vạch lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đất công để làm những bãi trông giữ xe chặt chém du khách, được truyền hình Quốc hội Việt Nam đưa tin trong những ngày vừa qua. Sau khi những phóng sự được phát sóng, thì chính quyền địa phương quận Đống Đa đã ra quân kiểm tra xử lý. Khu vực khuôn viên Văn Miếu Quốc Tử Giám, nơi xuất hiện tình trạng giá vé trông xe tăng gấp 2 so với quy định. Khác hẳn với hình ảnh phóng viên ghi hình một ngày trước, mỗi xe máy 10.000 đồng một lượt, thì nay mức giá giữ xe đã tụt xuống chỉ bằng một nửa. Giá vé là bao nhiêu? Giá vé 5.000 anh ơi. À, vâng. Đại diện Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám cho biết, đây là hiện tượng tự phát của một số người trông coi trước nhu cầu của người tham gia lễ hội du xuân gia tăng. Bình thường, việc thu phí trông giữ các phương tiện bằng hệ thống điện tử nên sẽ không bao giờ xảy ra tình trạng vượt quá mức quy định. Trong điều kiện nó quá đông này nên hệ thống vé không thể tải được và chúng tôi buộc phải phát hành vé giấy, và chúng tôi sẽ kiểm tra trên cái lượng số giấy số vé phát ra để trên cơ sở đó có nghĩa vụ đóng với nhà nước. Còn các bãi trông giữ xe tự phát ở bên ngoài khuôn viên Văn Miếu Quốc Tử Giám thì ngày hôm qua 29 tháng 1, lực lượng chức năng hai phường Quốc Tử Giám và phường Văn Miếu cũng đã huy động hàng chục cán bộ, phương tiện ra quân kiểm tra xử lý, kiên quyết chấm dứt tình trạng thu phí trông giữ phương tiện sai quy định. Nhiều địa điểm trông giữ xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường cũng đã bị dẹp bỏ. Ở vị trí này ngày hôm qua thì vẫn là một bãi gửi xe không có phép, với mức thu gửi xe máy là 20.000 đồng trên một xe. Tuy nhiên thì sau khi phản ánh của truyền hình Quốc hội Việt Nam thì lực lượng chức năng của phường Quốc Tử Giám đã ra quân dẹp bãi gửi xe này. Và theo khảo sát ngày hôm nay thì các cái bãi gửi xe đã trở lại thu đúng với mức giá vé, một xe máy là 5.000 đồng và một ô tô là 30.000 đồng. Nhận được phản ánh của đài truyền hình Quốc hội thì ban chỉ đạo cũng như các lực lượng của phường tiếp tục tiến hành ra quân rà soát và kiên quyết dẹp bỏ những cái địa điểm còn tái lấn chiếm. Cũng theo đại diện chính quyền địa phương, trong ngày hôm qua và sáng nay, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt, nhắc nhở hàng chục trường hợp vi phạm. Mỗi trường hợp vi phạm đã bị phạt 2,5 triệu đồng và ký giấy cam kết không tái phạm.